Khoảng 12 giờ 50 phút, ngày 2 tháng 1, người dân khi tham gia giao thông qua khu vực công trường đang xây dựng trụ sở Sở Tài chính Nghệ An tại vị trí giao nhau giữa đường Lenin và đường Duy Tân, thành phố Vinh, Nghệ An, thì bất ngờ nghe một tiếng động rất lớn. Theo một người có mặt tại hiện trường, thời điểm trên khi chiếc thang tời đang chở nhiều công nhân lên các tầng phía trên của công trình để làm việc, khi đến tầng 3 thì bất ngờ rơi tự do xuống đất. Sự việc xảy ra tại công trình xây dựng trụ sở làm việc Sở Tài chính Nghệ An ở vị trí giao nhau giữa đại lộ Lenin và đường Duy Tân thuộc địa bàn phường Hưng Phúc, thành phố Vinh, Nghệ An. Đã xảy ra vụ tai nạn lao động khiến 11 công nhân thương vong. Ngay sau khi nhận được thông tin, Trung tâm Vận chuyển Cấp cứu 115 Nghệ An điều 10 xe cứu thương tới hiện trường vụ tai nạn lao động trên. Tại đây, các nạn nhân đã được sơ cứu ban đầu và chuyển về 9 người tại Bệnh viện Đa khoa 115 và 2 nạn nhân chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An. Các nạn nhân bị chấn thương nặng ở vùng đầu, gãy chân, tay. 9 bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An đều là các công nhân xây dựng quê xã Nhân Thành, huyện Yên Thành và xã Diễn Nguyên, Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Nguồn tin tại Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An xác nhận một công nhân khi được đưa đến cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng rất nặng, ngừng tuần hoàn. Sau đó chuyển sang Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An và được xác định đã tử vong. Bác sĩ Phạm Văn Dũng, Bệnh viện Đa khoa 115 cho biết, sau khi các nạn nhân được đưa từ hiện trường về cấp cứu tại bệnh viện, chúng tôi đã huy động, dồn mọi nguồn lực, bằng mọi giá phải cứu chữa cho các nạn nhân, hạn chế đến mức thấp nhất các trường hợp tử vong. Cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Công trình trụ sở làm việc Sở Tài chính Nghệ An có quy mô 9 tầng nổi, 1 tầng hầm do Sở Tài chính Nghệ An làm chủ đầu tư được khởi công từ tháng 1 năm 2020, dự kiến hoàn thành sau hơn 2 năm. Đơn vị thi công là Công ty Cổ phần Thi công Cơ giới và Xây lắp 171.